Rồi, hết cỡ Đồng Tháp kính chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem chiếc học 18 con mini ha anh em ha. Thì ở đây bữa nay khách dặn mình làm cho khách một chiếc học chứa 18 con. Học này là để chứa chim bổi đi bẫy anh em ha. Thì theo nhu cầu của khách thì anh dặn mình là như anh có chim đi giật lập hay tập xe gì đó anh em. Thì anh kêu mình là đừng có ngăn dắt ra ô ha. Ở đây là mình ngăn ra ô nè anh em nhìn về hình dung ha. Đây là một con, hai con, ba con nè. Ba là sáu nè, sáu bên kia 12 trên này ba là 15 ha. Đúng là cái này nó là tới 18 nghe anh em, nhưng mà khách người ta dặn là để như mà chim đi bẫy á, anh bỏ chim vô đây nè, bỏ mấy con mà đi tập xe á để vô đây luôn, bỏ ba con thay vì mình đi mình bỏ vô đây là ba con, là ba cái lồng bẫy, ba cái bẫy để chở theo tập xe. Thì ở đây anh rút thời gian lại là anh không có chở ba con đi bằng cái lập, mà anh bỏ ba con vô đây để đi tập xe. Thì anh kêu là để như vậy ha. Bên đây mình vẫn làm hai cửa anh em, bên đây một cửa, bên đây một cửa. Rồi cũng là hai cây cầu ha. Ở đây còn một cây cầu đi lên đây nha. Đây còn một cây cầu đứng ở đây nữa nha anh em. Còn này là cái dĩ học dứ ha. Đây thì anh quay ngang vậy đi cho nó trống anh em dễ hình dung ha. Thì ở đây nè anh em. Đó, đây mình ngăn ra ha. Bên đây một bên nè. Bên đây một con, bên đây một con nè. Đó. Thì ở đây là cái dĩ này nè anh em. Cái dĩ này là cái dĩ đựng phân ha. Thì khi con chim nó mình bẫy dính á, bỏ vô đây nè, cái đầu nó đi phân, nó đi phân nó sẽ rớt xuống dưới. Còn con chim mình sẽ làm cây cầu ở trên đây, con chim nó đứng trên đây đi phân nó rớt xuống dưới, thì về mình chỉ bắt bổi ra rồi mình xịt rửa thôi, chứ mình không có làm liền nha anh em, không có làm liền ha. Anh em làm liền thì đặt câu ví dụ như con chim đứng đây thì khi con bổi nó nhát á, nó sẽ nhảy tới nhảy lùi dưới đây nè đó, thì phân nó sẽ dính, con chim nó sẽ bị dơ. Còn ở đây là mình làm cái dĩ để cản phân lại ha. Đó, để cản con chim lại thì con chim nó chỉ đứng ở trên cái cầu thôi. Để mình kiếm cái cây mình ví dụ. Anh em, tiền nữa thì như mình ví dụ cái cầu ngang ở trong nó nằm vậy nè. Đó. Nó sẽ cách ngang lên vậy ha, thì con chim nó sẽ đứng trên cây cầu này. Và một bên cống sâu, một bên cống nước thì nó ăn xong rồi nó uống nước đổ trong đây luôn. Thì con chim nó rất khỏe mạnh ha. Còn những anh em đi quấn túi gút thì như là câu ví dụ anh em đi gần được, chứ còn anh em đi xa thì con chim bỏ trong túi gút về giao cho tiệm rất là mệt ha. Nó không ăn uống gì được. Thì còn đây mình là thoải mái anh em. Học này 18 con đựng là vô tư ha. Anh em là muốn xài học lớn thì alo mình đóng cho học lớn, tùy theo anh đóng theo nhu cầu của anh em á, anh em nhu cầu đóng như thế nào thì mình đóng như thế đó. Ở đây là mình làm bằng nan inox hết nha anh em, tất cả là nan inox hết. Bây giờ mình còn có vô nan nữa là vô nan, đóng cái nắp và cái vách bên kia nữa là xong hết anh em á. Giờ mình vô nan với cây cầu này, vô cây cầu này nữa là xong. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình ha. Anh em nào muốn đi quýnh chim dân nghệ thì muốn xài học nhỏ đóng theo nhu cầu của anh em luôn ha. Thước tắc thì anh em tự chọn nha. Anh em muốn đóng cỡ bao nhiêu thì mình đóng cỡ bao nhiêu. Cái này là cửa rất là rộng nha anh em. Cửa bề ngang này là rất là rộng nha. Cửa này là bề ngang tới một tắc là nha. Rất là rộng. Rất là thoải mái cho anh em bỏ bổi vô và bắt bổi ha. Thì giờ mình quay tạm thời như vậy cho anh em xem thôi ha. Rồi đây tới tối mình sẽ cố gắng để làm cho nó xong, còn không xong thì ngày mai nó sẽ xong. Nói chung là ngày mai nó là chắc cú anh em, ngày mai nó là xong ha. Thì ngày mai nó sẽ hoàn thiện hết luôn, rồi mình sẽ quay nguyên khung cho anh em xem ha. Bây giờ mình chỉ quay tạm thời cho anh em xem. Còn cái sườn á thì anh em khỏi phải lo ha. Cái này là anh em mua một lần xài thì nói người ta câu ví dụ như mua một lần mà anh em đi mà đừng có anh bị gớt lòng đồ này kia ha. Cái này gớt thì chắc không sao anh em,
tại vì cái sườn của mình đóng bề ngang cây của nó rất là dày nha anh em. Ở đây mình đóng là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 cây. Cái sườn ở trên của nó không là 7 cây. Nè, 7 nè, 14 nè. 14 là 21 nè. Tới 28 cây cái sườn của nó anh em. Cái sườn dữ lắm, cái sườn dày nha anh em. Đây, nè anh em thấy không? Cái sườn này khỏi phải nói rồi. Dữ lắm cái sườn cũng chắc nha. Cái này là gớt không xi nhê đâu nha anh em. Gớt không xi nhê gì hết. Lỡ anh em máng xe đi bị xúc dây gàng hay gì nó gớt cái thùng thì cũng không sao ha. Còn nếu như mà lỡ như mấy này mấy miếng alu nó có bị bể thì anh em thay rất là dễ dàng ha. Ở đây mình không có đóng đinh nha anh em. Ở đây thì mình bắn kim. Đó. Thì sau này anh em xài mà có lỡ như có bể miếng alu này nè, có hư cái hông này hay là có hư cái đít, thì anh em chỉ cần gỡ cái này ra lấy miếng alu khác lắp vô một cái là xong. Mình không có đóng đinh anh em ha. Đây mình bắn nghiêm hết. Còn anh em mà đóng đinh mà loại màu 1,5 phân á, anh em đóng vô rồi á, sau mà mơi mốt á, anh em xài mà lỡ như nó có hư miếng alu này á, anh em lấy cái đinh 1,5 phân ra rất là khó nha. Một là nó bể cái đầu của cái cây đóng này, một là nó bể, hai là nó sẽ bị gãy, nó rút ra. Nếu mà nó cứng đinh thì xài lâu ngày nó bị xét á, mình rút ra nó rất là khó. Cho nên ở đây mình chỉ bắn ghim thôi, sau này nó có hư thì anh em thay rất là dễ dàng, không ảnh hưởng gì hết, thay rất là gọn gàng ha anh em ha. Rồi để mình quay bao nhiêu đó thôi, rồi thành phẩm rồi, tại vì mình tính thành phẩm mà mình mới quay, nhưng mà thành phẩm mà mình quay thì anh em sẽ không còn thấy được cái sườn nó chắc chắn như thế nào, cho nên mình mới quay trước như vậy nè. Đó, mình quay trước như vậy cho anh em xem để anh em biết được cái độ chắc chắn nó như thế nào. Đó, bao chắc chắn bao cứng luôn nha anh em. Rồi xong rồi đó là bắt đầu mình mới gáp vô, chứ giờ mình gáp vô rồi là mình quay anh em sẽ không thấy được cái sườn nó như thế nào, cho nên giờ mình mới quay cái sườn trước cho anh em coi. Rồi khi nào xong thành phẩm luôn rồi mình quay nguyên cái cho anh em xem ha. Rồi bye bye anh em nha. Rồi anh em chờ mình đóng xong thành phẩm mình quay cho anh em xem trọn vẹn luôn nha anh em.